công ty sữa Aralac là một trong những công ty rất là có thiện tâm và thiện chí đồng hành cùng với chương trình. Đây là một công ty sữa có rất là nhiều dòng sữa, thì đặc biệt là cho sữa dành cho cái người lớn tuổi, người già bị đột quỵ hoặc là trẻ con trong cái giai đoạn đang lớn để tránh cái tình trạng suy dinh dưỡng trong cộng đồng. Thì công ty sữa Aralac là một trong những công ty đã dành rất nhiều thời gian cũng như công sức cũng như tiền của để giúp cho bệnh nhân đột quỵ nghèo. Với một hộp sữa Aralac mà mọi người uống đó, thì công ty sữa Aralac sẽ đóng góp 10.000 đồng vào quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ của vực đồng bằng sông Cửu Long. Với một cái loại sữa tốt, một người lãnh đạo công ty mà nhiệt huyết, thì tôi tin chắc rằng là trong một tương lai rất là gần, thì cái vấn đề thành công của công ty Aralac sẽ ngày càng được tốt hơn nữa. Và tôi cũng mơ ước điều đó xảy ra, tại vì nếu như công ty sữa Aralac thành công thì quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ có điều kiện cứu chữa được nhiều người bị đột quỵ hơn và giúp được cho rất nhiều bệnh nhân nghèo cũng như là trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa trên khắp Việt Nam.